Kệ vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ tùy nguyện giải Như Lai chân thật. Thật nghĩa, phải không? À, nghĩa là con khai cái kinh này, con khai cái kệ này, mở cái kinh này, mở cái kệ này, bởi vì cái pháp của chư Phật thì quá sâu thẳm, quá vi diệu, trung tâm ngàn kiếp cũng khó mà tìm gặp cho được. Mà hôm nay đây, con được thấy, được nghe và được thọ trì, con xin nguyện hiểu rõ cái nghĩa Như Lai đã nói. Như vậy từ trước nay quý vị nguyện hiểu rõ nghĩa Như Lai nói chưa? Chưa. Chờ tung tụng đọc vậy chứ đọc rồi có xếp cắt. Mà nó là khai kinh kệ vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Như vậy là cái pháp của Phật nó quá thậm thâm mà quá vi diệu. Nó vi diệu vì sao? Người thấp tu được không? Người mù tu được không? Người thợ tu được không? Người nông dân tu được không? Ông vua tu được không? Ông lính tu được không? Ông tướng tu được không? Người đi buôn tu được không? Tất cả mọi người đều tu được cả. Vì thế gọi là thậm thâm vi. Người nào thì có pháp đấy, tất cả các pháp đều đầy đủ cả rồi. Chúng sanh đa bệnh thì Phật pháp cũng đa môn, có rất nhiều môn chứ. Đau lưng mà cho uống thuốc đau đầu thì nhậm gì? Không, tôi đang đau lưng mà đem thuốc đau bao tử vô cho uống thì nhậm gì? Không, tôi đang đau tim mà đem cái thuốc dán vô dán làm gì? Mà đem thuốc đỏ vô bôi làm gì? Mà tôi đang bị trẹt cái chân mà đem thuốc đau tim vô cho uống làm gì? Vì thế mà chúng sanh đa bệnh thì Phật pháp cũng đa môn. Vì thế từ trước nay Ngài chỉ rõ phương tiện rồi, bây giờ Ngài mới chỉ cái tướng chân thật. Chính con đang đau tim, bây giờ phải chữa bệnh tim cho con, chứ con không phải đau đầu, con không phải đau lưng, con phải đau bụng, con không phải bị vết thương gì hết, mà chính con đau tim, phải không? Có đau tim không? Hả? Có đau tim là chủ yếu đó nha. À, chứ đau gì còn chữa, mà đi tim lớn là một, mà tim nó hồi hộp nữa, lăn quăng chết bất cứ lúc nào à. Chứ còn đau khác thì còn có thời gian, chứ đau tim coi chừng, nó không có thời gian, đang đứng mạnh đó rồi, ngưng tim ngưng đập, xong chuyện, đúng không? Vì thế mà hôm nay chúng ta chỉ có nói pháp duy nhất là tim là chủ yếu của cơ thể con người. Hôm nay chúng ta chữa cái bệnh đau tim duy nhất, hễ tim mạnh thì tất cả cơ thể chúng ta đều lành mạnh. Cho nên cái người đau tim sao, nó thì mập như vậy đó, nhưng mà chết bất cứ lúc nào, đúng không? Phải không nè? Chứ đau bao tử nó vậy chứ còn lâu, hoặc là đau xương, đau cái chỗ nào đó, đau tay, đau mũi, đau mắt vậy chứ còn lâu, chứ khi đau tim là chết bất cứ lúc nào. Vì thế hôm trước tôi đã nói quý vị là thường thường của chúng ta, mắc con gà đi tìm, mắc con vịt đi tìm, mắc cái xe đi tìm, than khóc nhưng mắc tâm không ai đi tìm cả, đúng không? Có mắc chưa? À, không ai hỏi, không ai tới thưa với thầy rằng ôi trời con mắc tâm rồi thầy ơi, khổ quá. Con mắc tâm rồi, con bị mắc tâm rồi. Không ai nói câu đó cả. Mà mắc con gà thì biết, mắc con vịt thì biết, mắc con heo thì buồn, cháy cái nhà thì đau khổ, mắc tâm không thấy ai đau khổ cả. Vì thế mà hôm nay cái xảo diệu có nghĩa là khéo chỉ cái tướng chân thật, các ngươi mắc cái gì? Chân thật của các ngươi là mắc cái gì? Tất cả chúng sanh đang mắc gì? Có nghĩa là chúng sanh đang mắc tâm. Bây giờ chỉ chân thật, cái tướng chân thật này, để cho tất cả chúng sanh để nương theo đó, để mà tiến tu giải thoát. Chứ mắc gà dễ tìm quá mà, mắc tiền có dễ tìm không? À, hôm qua có Phật tử chạy xuống tôi nói thế này, nó còn khổ quá thầy ơi. Có người bạn ở Mỹ mới về, ăn đem về cái camera, ông mới để đó, cái lại quay mắc cái camera. Camera là cái quay video đó mà hả? À, gọi tiếng Anh, tiếng Mỹ gì đâu, camera, nó mắc cái camera đi. Thế là bây giờ cả nhà đau khổ. Cả nhà không biết nghi cho ai, mà không biết ai lấy camera này, người trong nhà lấy hay người ở ngoài lấy, hắn ra làm sao mà chừng đó mà đạp xe xuống tại với tôi biểu chỉ dùm ha, thầy chỉ dùm cái người lấy dùm cho con chút. Thầy chỉ dùm cho con chút, tôi mới nói thế này. Tôi cười, thế nào thầy biết rồi, thầy biết ai lấy rồi,
mà chắc chắn là thầy không chỉ. Thầy chỉ dùm cho con đi chứ. Người đó mới hỏi tiếp, đàn ông hay đàn bà thầy? Nó khỏi cần đàn ông hay đàn bà, có người lấy rồi, có người lấy mới mắc nhá. Chứ còn không ai lấy thì mắc thì mắc. Con thầy đau khổ mà thầy cứ giỡn hoài. Tôi nói trên làm gì không giỡn, chuyện gì phải đau khổ, chuyện gì phải giỡn, không giỡn mà chuyện gì mà phải đau khổ. Tại vì con chỉ thấy cái camera mà đau khổ cho cả nước mắt, tại sao con không buồn? Có nhiều khi cả nước mắt mà con không buồn, mà con mắc cái camera con lại buồn, đó mới đi lạ chứ. Quý vị nghe chuyện này không? À, bởi vì con cái ông nó kỳ cục, lộng ra ngoài chợ á, thấy đồ giáo ông lấy đồ giáo, thấy cái đòn gánh ông lấy cái đòn gánh, rồi thấy trẻ bí ông lấy trẻ bí, rồi có trẻ bầu ông lấy trẻ bầu, có con cá ông vác con cá ông chạy à, thì người ta mới bực. Nè, ăn cướp, tôi ra giới chợ mà ăn cướp. Các người lôi thôi nó tầm bậy không à. Người ăn cướp mà còn nói ai tầm bậy nữa. Mà ra giới chợ mới lấy nhờ có hết mà còn nói tầm bậy nữa. Các người cái tâm hèn kém, yếu, bụng về xấu lắm. Mới ăn cướp có họ mà còn nói xấu hả? Chừng này tôi lấy cái dâu giáo có nhầm, cái đòn gánh có nhầm, người ta ăn cướp cả nước kia mà chẳng ai nói kìa. Đúng không? À, thì kinh Pháp Hoa cũng vậy, khéo chỉ cái tướng chân thật. Chúng ta từ trước nay chưa biết những chuyện giả dối, ôm chặt những cái giả dối cho nó là thật, mà những cái thật là chúng ta là bỏ mắt đi. Vì thế mà hôm nay kinh Pháp Hoa có nghĩa là chỉ cái tướng chân thật, đúng không? Thiết câu giả trù, thiết quắc giả hầu. Vâng, Khổng Tử nói câu đó, quý vị biết không? Thiết câu giả trù, thiết quắc giả hầu. Người ăn cắp cái móc câu á thì phải tội chết, tội tử hình. Người ăn cắp cả nước á thì được làm vua một nước chư hầu. Đó là thời ông Khổng Tử ạ. Cũng có chuyện vậy đó không? À, thiết câu giả trù, thiết quắc giả hầu. Người ăn cắp cái móc câu á thì phải có tội bằng chết, tội tử hình. Nhưng mà người ăn cắp cả nước á thì được làm vua một nước chư hầu. Mọi người không? Có không? Vì thế mà cái anh ăn cắp này á, anh mang anh chạy, anh chạy đi vậy người ta mới níu lại, người ta kêu lại la, ăn cướp, ăn trộm, đồ mất nhân tính, đồ xấu hổ, ăn cướp giữa chợ đó sao? Mà nó các người xấu lắm, các người xấu lắm. Ăn cắp cái đồn gánh thì thấm thía tới đâu, đồ giáo ăn thua gì treo bí treo bầu tới đâu, ăn cắp cả nước thì chẳng ai nói kìa. Thế là tất cả đều đứng chừng hững, phải không? Đứng chừng hững. À, thế ra cái thằng nhỏ này nó là có nghĩ khác. Cho nên bây giờ đây, suốt mấy chục năm rồi Đức Phật mới chỉ cái tướng chân thật. Từ trước nay chúng ta nói đó chỉ là phương tiện thôi. Nào là kinh Ưu Bà Tát này, nào là kinh Tập Thiện này, nào là Tứ Diệu Đế, nào Thập Nhị Nhân Duyên, nào là Lục Độ. Đó chỉ là phương tiện tùy căn cơ mà ta giáo hóa chúng sanh. Chứ cái đó không phải là cứu cánh. Mà cái cứu cánh chúng ta nói rằng tất cả chúng sanh đều thành Phật cả. Đó là chỉ tướng chân thật. Chúng ta có tin chúng ta thành Phật không? Tin không? Bây giờ ngồi đây nói thiệt có tin không? Hả? Tin không? Nếu không tin thì đừng tụng kinh Pháp Hoa. Nếu không tin thì đừng tụng kinh Pháp Hoa. Mà tin thì phải tin cho chắc, chứ chớ tin một cách lỏng lẻo à. Mà tin một cách lỏng lẻo thì không được. Vì thế phải tin chắc rằng hôm nay tụng kinh Pháp Hoa, nhận lời Phật dạy, không phải tu và thành Phật kia. Vì đây là tướng chân thật. Vì ông Huệ Năng hiểu được cái tướng chân thật này, cho nên Ngài liền nói: Hà kỳ tự tánh bổn tự thanh tịnh, hà kỳ tự tánh bổn vô sanh diệt, hà kỳ tự tánh bổn tự cụ túc, hà kỳ tự tánh bổn vô diêu động, hà kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp. Tuyệt. Nếu hà kỳ tự tánh bổn tự thanh tịnh, hà kỳ tự tánh bổn vô sanh diệt, hà kỳ tự tánh bổn tự cụ túc, hà kỳ tự tánh bổn vô diêu động, hà kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp. Hiểu được như vậy ông mới thành tổ thành Phật chứ. Còn mình đọc mà không hiểu, đúng không? Mà coi chừng Đức Phật đã nói: tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Ngày đó không quý vị? Ngày hôm nay chúng tôi nói hết chứ. Vì đây là chỉ khéo chỉ cái tướng chân thật. Vì thế mà chữ kinh hồi nãy có năm nghĩa, trong đó có chữ thần mặt. Thế thì cây lớn cây nhỏ giờ có được cao quý không? Đều được dùng không? Đều được tốt không?
Nó cong queo mà kệ nó, mà chúng ta khéo gian ở dây ra đẻ một cái là làm được hết tất cả vật dụng. Vì thế mà đến đây chúng tôi lại nhớ ông Tân Tử, cái tướng chân thật này. Mà ông một hôm ông đi chơi mà, ông đi chơi, ông vô trong núi á, thì ông thấy đi sau là có cái người thợ gỗ, thợ mà đéo cây đó mà, thợ làm cây đi sao ông. Thì tới thấy cái cây nó mọc to giữa đường á, to hơn cây cột này, to nhiều, đường kính khoảng thước vậy. Thì cái người thợ đéo đó người ta đi luôn, người ta không chặt cái cây đó, không chặt cái cây đó. Ta mới kêu lại, ông kêu lại, ông nói ủa, chứ tại sao ngươi lấy gỗ phải không? Tại sao cây tốt đứng giữa đường nên ngươi không lấy, mà ngươi đi xa vậy? Không nhận cây đó, nó nói gì? Cây đó nó làm sao? Cây đó nó xấu, nó dở trên hồi che cho nên nó còn đó. Chứ còn cây tốt họ chặt rồi làm sao? Bởi vì cây nó dở, nó xấu cho nên nó mới còn đó. Vậy thế người ta, tôi đi tìm là tìm cây tốt, chứ tìm cây dở, cây xấu nó để làm gì? Ông nói, ông kêu đệ tử là, ông nói đệ tử ghi câu này cho ta. Nhưng mà là cái nồi dở, cái nồi xấu thì nó sống lâu. Dở xấu thì nó sống lâu, đúng không? Con cây nào tốt thì họ chặt đâu đừng còn. Ông nói ghi cho ta, hãy cái nồi dở, cái nồi xấu, cái nồi hư thì cái nó sống, sống lâu. Thế thì ghi câu đó xong rồi, thì khi trở về ông ghé thăm người bạn. Ghé thăm người bạn vì còn khi trước còn học một chỗ, rồi bây giờ thì hai người đi xa nhau đã 20 năm rồi. Vì thế ông ghé thăm người bạn, thì người bạn mới mừng quá. Nà, ngài Tân Tử đến rồi thăm ta, bây giờ các đệ tử coi, ta có mấy con chim bắt làm thịt đãi nhau, đãi bạn ta. Ta có 2 con chim như đó, bắt đãi bạn ta, làm thịt đãi bạn ta. Thì người về nhà bếp nói là sao biết không? Nên giờ bây giờ 2 con chim mà con biết gái, con không biết gái, làm thịt con nè. Bây giờ có 2 con chim đó, bây giờ con biết gái, con không biết gái á, thì ngài cho làm thịt con nè. Ông nói ngài, cái con mà không biết gái làm thịt đi. Con không biết gái làm thịt. Thế là hai câu nó mâu thuẫn. Mới hồi nãy cái cây á, cây nào dở xấu thì sống lâu. Bây giờ con không biết gái, tức là nó dở, nó hư, nó là phải chết trước. Phải không? Chứ sao? Cái cây dở, cây xấu thì nó lại sống lâu. Mà bây giờ cái con chim này, tại vì nó không biết gái cho nên làm thịt trước. Thế thì khi đệ tử ghi vô rồi mới hỏi ngài. Mới hỏi ngài. Thế thì bây giờ đời sống của ngài, ngài sống ở chỗ hai hay là chỗ dở? Ngài sống chỗ xấu hay là chỗ tốt? Vâng. Ông nói ta sống cái khoảng giữa đó. Cái khoảng giữa đó. Hiểu không? Cái khoảng giữa là không xấu mà cũng không tốt, không hay mà cũng không không dở, thì cái đó mới sống lâu thôi. Chứ còn tốt quá thì nó cũng mau chết, mà xấu quá nó cũng mau chết, đúng không? Vì thế hôm nay khéo chỉ tướng chân thật là cái chỗ này đây. Quý vị nào nhận được cái pháp này là sao sẽ hiểu được cái pháp trung đạo của đạo Phật. Cho nên cái tướng chân thật của đạo Phật là cái tướng trung đạo, chứ còn tướng khó tấn công. Cho nên nhìn qua cổng tông quan coi, lúc nào cũng 3 cổng hết. Nhìn vào nhà của chúng ta cũng là 3 cửa cả, đúng không? Nhà nó cũng 3 gian cả, mà gian giữa lớn hơn, phải không? Mà gian hai bên hẹp hơn, phải không? Cổng tông quan cũng vậy, cổng giữa lớn hơn, 2 cổng hai bên hẹp hơn. Tại sao? Toàn bộ triết lý của đạo Phật nằm đó. Thế mà Phật tử chúng ta quên đi. Tức là gì? Cửa tâm quán. Là chúng ta luôn luôn phải quán. Chúng sanh thì một là quán có, hai là chấp, chấp không. Một là chấp có, hai là chấp, chấp không. Phải không nè? Chấp có là chấp của chúng. Chúng sanh nó cái thế gian này, vạn hữu vũ trụ này thật có, cái thân ta này thật có, tất cả các pháp thật, thật có. Tức là chấp gì? Chấp có. Hai, mà nếu rời chấp có thì bị cái chấp gì? Bị chấp không, không có, tất cả đều là giả tạm, tất cả đều là không có, không có gì cả. Thế là bị chấp, chấp không rồi. Thế thì ngày thường chúng ta một là chấp có, hai là chấp, chấp không. Một là chấp thường, hai là chấp, chấp đoạn. Hai là chấp gì? Khứ thì có lai, có xuất thì có nhập, tức là vòng đối đại, đúng không? Thế là chúng ta đang sống trong vòng đối
đối đãi. Thế thì ngày thường chúng ta đang bị hai cái kiến chấp đó, một là chấp có, hai là chấp không, một là chấp thường, hai là chấp đoạn, hai là chấp, một là chấp sanh, hai là chấp chấp diệt. Ừ. Thế thì cái cửa giữa là cửa gì? Cửa giữa là cửa trung đạo. Ai mà rời là cái chấp có, rời là cái chấp không, rồi mới đi vào con đường trung đạo. Nhờ quý vị đó cho này không? Vì thế vô cổng thông quan là chúng ta phải hiểu cái đó chứ. Hả? À, ngày thường là chúng ta còn chấp có, chấp không. Cho đến khi mà chúng ta hiểu biết rồi là lúc đó rời cả có, cả không. Chúng ta đi vào con đường trung đạo. Tức là rời cả có, rời cả không. Ừ. Thế thì phần này chúng tôi sẽ giảng sau. Đó là tướng chân thật. Có Đức Phật muốn nói đó là tướng trung đạo. Ừ. Và chỉ có cái pháp nhắc thừa mà thôi. Bốn, của xảo diệu tức là khéo sanh nên mình cái tệ một. Vâng, khéo sanh nên mình cái tệ một. Như vậy bây giờ quý vị thấy có tệ một chưa? Cái tệ một là sao? Đấy, là trí tuệ nhất thừa. Chúng ta đều có, mỗi chúng sanh đều có cái trí tuệ nhất thừa. Có chưa? Có không? Bây giờ nói nhanh đi, vì trả lời mạnh đi. Bây giờ chúng ta có cái trí tuệ nhất thừa chưa? Có không? Có, là khéo sanh nên mình cái trí tuệ nhất thừa. Tất cả chúng sanh đều có cả. Nhưng mà vấn đề này không phải hôm nay chúng tôi mới giảng đâu, mà từ trước nay quý vị đã nghe rồi, nhưng mà nghe nhưng chưa rõ ràng thôi. Hôm nay Pháp Hòa nói rất rõ là trong tất cả chúng sanh đều có cái tuệ một, tức là cái trí tuệ nhất thừa, đều có hết trong đó. Đều có hết trong đó. Tôi ví dụ cho rõ. Hôm nay chúng tôi đang đi học. Thế thì chúng tôi đã có cái ý nghĩ chúng tôi đỗ cử nhân tiến sĩ chưa? Có không? Có không? À, tôi có cái mơ ước đó chưa? Cái mơ ước đó. Thế thì mơ ước đó đã có, nhưng mà muốn có cái tiến sĩ cử nhân đó thì bây giờ chúng tôi học lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 12, lên đại học. Rồi, chúng tôi mới lãnh cái bằng tiến sĩ. Như vậy tiến sĩ từ đó mới có hay đã có rồi? Đã có rồi. À, phải không? Nó có rồi, bây giờ chúng ta lãnh cái bằng là hợp thức quá rồi. Chứ không phải là chúng ta tới đó mới có cái bằng tiến sĩ đâu. Không phải tới đó mà chúng ta mới nhận cái cử nhân. Cử nhân đã có trước, tiến sĩ đã có rồi. Mà chúng ta bây giờ chỉ khai phóng ra mà thôi. Bắt đầu tụng kinh, tu tập lại để khai phóng, diệt hết cái vô minh. Thì cái trí tuệ chúng ta hiển lộ thôi chứ. Bây giờ quý vị thấy trang có sáng không? Bây giờ có trang không? Giờ có trang không? Có không? Nó mau. Có không? Không dám nói hả? Hả? Có không? Đó, thế là chúng ta lầm rồi. À, tại sao không có trang? Lúc nào lại không có trang? Lúc nào lại không có trang đâu? Một là tại quả đất nó quài. Hai là tại mây nó che phủ đi mà trang nó không sáng thôi. Chứ lúc nào lại không có trang? Phải không? Mà tại chúng ta cứ hiểu rằng á, trăng sáng và trăng tối, chứ thật ra trăng có sáng có tối gì đâu. Không. Mà trăng lúc nào cũng sáng, trăng lúc nào cũng tròn. À, mặt trời lúc nào cũng sáng, chứ có bao giờ tối đâu. Có bao giờ tối đâu, mặt trời có tối không? Tại quả đất nó quài mà nó tối, chứ mặt trời có lúc nào tối đâu. Mặt trăng có lúc nào không sáng đâu. Nhưng mà tại nó không sáng là tại vì mây phủ mà nó không sáng thôi. Chứ mỗi lần chúng ta vạt một chòm mây rồi nó qua một lần mây trắng thì trăng có sáng không? Có, những sáng mờ mờ. Mà hết cái mây đó rồi thì có sáng không? Như vậy là cái sáng sẵn có hay là tại có lúc sáng lúc tối? Hiểu không? Hiểu chỗ này chưa? Hiểu rồi chưa? À, bây giờ tôi ví dụ nha. Nước có sáng không? Nước có sáng không? Hả? Nước có sáng không? Nó mau đi. Nếu nước có sáng thì oan cho nước. Nước có bao giờ có sáng đâu? Nước không bao giờ có sáng cả. Nếu nước ở trong hồ thì có sáng không? Nó có. Mà nước mà sông mà biển mới có sáng. Sáng tại vì sao? Sáng tại vì gió thổi nó nổi sáng cho nước có sáng bao giờ đâu? Dạ, quý vị nghe rõ chưa? Đó là tướng chân thật. Mà hôm nay mở đầu ra chữ diệu này là Phật chỉ cái tướng chân thật đó. Nước không bao giờ có sóng cả. Nhưng sóng là tại vì có gió thổi mà nó nổi
nổi sóng. Chứ nếu không có gió thì có sóng không? Hiểu chưa? Hiểu rồi không? À, chứ mà nếu nước nổi sóng là oan cho nước. Nước không bao giờ nổi sóng cả. Mà chỉ sóng, có nổi sóng đó là tại vì có gió, gió thổi nó mới thành thành sóng. Mà nếu ngưng gió thì có sóng không? Không. Nếu chúng ta ngưng gió chúng ta có thành chúng sanh không? Đâu có. Nếu chứ, hả? À, nếu ngưng gió rồi thì sao? Thì chúng ta đâu còn là chúng sanh nữa. Đâu còn. Thế thì chỉ có gió hay không có gió này thôi. Nước có sóng, nước có nổi sóng là tại vì vì gió. Thế mà chúng ta thường kêu là nước có sóng, cho nước không bao giờ có sóng cả. Nhà quý vị nghe rõ chưa? Thế làm nào hiểu chỗ này chưa? Đó là tướng chân thật của tất cả vạn hữu vũ vũ trụ, là tướng chân thật của chân linh của chúng ta. Vốn nó trong trong sáng. Đó là cái tuệ một. Đó là gọi là trí tuệ nhất nhất thừa. Cái thứ hai là tháng diệu á, nó cũng có bốn phần như vậy. Một là kinh này hay nói tất cả Phật pháp. À, cái kinh này hay nói tất cả Phật pháp. Như vậy là kinh này nó nói đầy đủ tất cả Phật pháp. Phật pháp là gì? Là cái pháp của chữ chữ Phật, cho nên gọi là Phật. Phật pháp kinh này nói đủ không? Nói đủ tất cả, không thiếu một cái gì trong kinh pháp Pháp Hoa. Vì thế kinh Pháp Hoa nó có bao nhiêu phẩm? Có bao nhiêu phẩm? Hả? Kinh Pháp Hoa có bao nhiêu phẩm ai biết? 28 phẩm đúng không? À, từ phẩm tự, phẩm phương tiện, phẩm thí dụ, phẩm tiến giải, phẩm dược thấu dụ, phẩm thọ ký, phẩm quá thành dụ, phẩm ngũ bá đệ tử thọ ký, phẩm tòa học của học nhân ký, phẩm pháp sư hiện bảo tháp đề bà đặt đa, rồi phẩm trì, phẩm an lạc hạnh, tùng địa giống xuất, Như Lai thọ lượng, phân biệt công đức, tùy hỷ công đức, pháp sư công đức, thượng bất kinh bồ tát, rồi Như Lai thần lực, rồi chúc lụy, rồi dược vương bồ tát, diệu âm bồ tát, quán thêm bồ tát. Rồi phẩm thứ 26 là Đà La Ni, 27 là Diệu Trang Nghiêm, 28 là Phổ Hiền Vương Bồ Bồ Tát, phải không? Như vậy là trong 28 phẩm này á, chúng ta thấy Đức Phật nói đầy đủ tất cả rồi, không có một chỗ nào thiếu trong kinh pháp Pháp Hoa. Vì thế mà kinh Pháp Hoa chỗ xảo diệu của nó có nghĩa là tháng diệu của nó tức là hay nói tất cả Phật pháp một cách đầy đầy đủ. Cho nên chư tổ mới thường bảo rằng nếu ai đừng tụng gì hết, chỉ tụng bộ Pháp Hoa là đủ rồi, đúng không? Có phải nói vậy không? Đúng, chỉ có bộ Pháp Hoa là đủ hết. Chúng tôi có một lần đi về Sài Gòn. Sài Gòn thì các thầy mới nghe chúng tôi là giảng sư, là pháp sư, ông mới thưa hỏi như thế này. Ông nói lạ nè, ai cũng ca tụng kinh Pháp Hoa cả, nhưng mà con đọc Pháp Hoa thì con thấy chuyện không, chứ có gì đâu. Con thấy gì đâu mà nó định kinh Pháp Hoa là cao nhất, là quý nhất. Tại sao chư tổ thường ca tụng mà con cứ tụng là con thấy toàn là chuyện không à, đúng không? Có phải chuyện không đâu này không? À, từ cái chuyện con sư tử, rồi cái chuyện mà nhà trái, rồi cái chuyện dường thấu dụ, rồi cái chuyện thần mù, phải không? Đều là chuyện cả. À, rồi cái chuyện có Xá Lợi Phất thưa, rồi chuyện con ca chiên viên tu Bồ Đề một quyền liên thưa bạch, rồi Đức Phật trả lời, toàn là câu chuyện cả. À, thế là chưa hiểu gì kinh Pháp Hoa cả, bởi vì kinh Pháp Hoa là chỉ thật cái chân chân tướng, nói tất cả Phật pháp, mà cái pháp này nó hết sức vi diệu, vì thế không dùng ngôn ngữ để diễn tả nữa. Ngược lại trong kinh Lăng Nghiêm á, là thì diễn tả toàn bộ triết lý của Đạo Phật, cho nên người ta thường gọi là đó là bộ nguyên tử tử luận rất chi tiết. Nhưng ngược lại kinh Pháp Hoa 28 phẩm là chỉ toàn là chuyện không, bởi vì nó đã là cái tướng chân thật thì còn có ngôn ngữ văn tự nào để diễn tả được. Vì thế mà Ngài chỉ kể chuyện để mà chứng minh thôi. Đúng không? À, tôi ví dụ như thế này, nó có vi diệu không? Là trong kinh A Hàm mà có cái bà đó, mà có đứa con đau nặng mới bồng đến gặp Đức Thế Tôn, nó xin Đức Thế Tôn chữa dùm cho con của con. À, chữa dùm con của con. Nó có thương con không? Nó dạ thương chứ, dạ nó chết là con chết rồi, dạ nó mà chết là con chết rồi, chứ con không sống nổi đâu, chứ con mình nó đi thôi, dạ nó chết là con chết. Nên người thương, người thương con, nó dạ thương con chứ, còn con thì có chết cũng được không sao đâu, con có chết cũng được không sao, miễn còn con có con thôi, đúng không? Nghe câu này nha. À,
cái Đức Phật chữa cái này khác, hôm trước ông chữa cho bà kia, đứa con của bà kia khác, là chỉ đi xin cho thôi, à, làm cho người đó quy y liền à. Chứ còn mình bây giờ khó quá, không đủ cái pháp đó. Còn Đức Thế Tôn là đủ lục thần thông, cho nên ngài chữa bệnh khỏe lắm. Bà kia ông chữa khác, đến đứa con cũng khóc, cũng la gần chết, thì xin Đức Thế Tôn chữa, ông này xin cho tầng giống trò thôi, đúng không? Xin tầng giống trò thôi. Vừa đi 10 bước thì ông kêu lại, khoan, ta nói rõ nha. Người đến cái nhà nào đó mà xin cho là hỏi cho kỹ như thế này, trong nhà này từ trước đến nay có người này chết không? Nghe có người chết thì đừng xin. Thì bà nghe mong máng như vậy nhưng mà cứ chạy cái đó, vì đang thương con quá cho nên cố đi xin cho được cho. Thì khi bà chạy rồi, bà nói, dạ được, dạ con đến nó hỏi. Thì đi sớm mai đến chiều rồi ngày khác ở lại rồi xin đến chiều nữa, tức là 2 ngày. Trở về thì đi tay không. Đức Thế Tôn mới hỏi, ủa sao? Có cho không? Nói dạ không. Mà tại sao vậy? Nói dạ tại vì con đến nhà nào cũng hỏi rằng từ trước nay có người chết không? Và họ đều trả lời rằng đều có người chết cả. À, thì Đức Thế Tôn nói, à, như vậy thì cả thế gian này đều có người chết, chứ đâu phải mình con có ngươi mà khóc lóc thê thảm như vậy. Nhiều khỏe không? Đúng không? Hả? À? Chuyện gì? Ừ? Tất cả thế gian đều sanh, đều trụ, đều dị, đều diệt, đều thành trụ hoại không cả mà. Nó vừa sinh ra và trưởng thành lớn lên rồi nó dừng trụ thời gian. Dừng trụ thời gian là biến đổi rồi sao? Biến đổi rồi diệt, rồi mất, rồi sinh ra trở lại. Chứ có mất đi đâu đâu. À, chuyện gì ngươi phải khóc. Thế là bà này có hiểu không? Mới hiểu đạo liền. Hiểu ngay và quy y tại chỗ liền. Đến cái bà khác thì cũng vòng đứa con đến. Bây giờ Đức Phật là giải quyết khác. Ngươi có thương con không? Dạ thương. Ngươi thương ngươi hay thương con? Nếu dạ thương con, như dầu con có chết đi nữa thì miễn cho con sống là được. Thì Đức Phật phóng lửa tâm mụ cho liền. Nóng quá, nóng quá. Cái lúc đầu mới làm sao? Ôm con vô làm. Nóng quá. Ủa? Bây giờ đứa con rồi bà đỡ à. Mới làm này. Nóng quá, lúc đầu thì còn ôm con vào lòng chịu được. Nhưng mà đến khi nóng quá rồi sao? Vô thẳng đứa con ra mà đỡ. Bà nói, ủa? Thì Đức Thế Tôn mới bảo, thế thì ngươi thương con hay thương ngươi? À, thế là cái bà kia cũng tỉnh ngộ liền. Phải không? Nhiều pháp chứ à. Cho nên kinh này á, kinh Pháp Hoa cũng vậy, hay nói tất cả Phật Pháp. Cho nên phần nhiều Đức Phật bảo thế này, tất cả chúng sanh này giả dối lắm. Đúng không? Có giả dối không? Thương mình không nói mà lo nó thương người khác à. Chứ còn chính thương mình nhiều hơn là thương con. Coi chừng đấy. Đúng không? À, hầu nó giống đem con nó đỡ hay lấy mình đỡ cho con. Và cái thứ hai có thắng diệu là hai chỉ tất cả thần lực có Như Lai. Chỉ có kinh này là diễn tả hết tất cả thần lực có chữ Như Lai. Vì để vô phẩm tựa phẩm phương tiện thì chúng ta thấy Đức Phật pháo hậu hậu quang liền. Trong tất cả các kinh khác Đức Phật không bao giờ phóng hậu quang. Riêng của kinh Pháp Hoa là trước khi nói kinh thì ngài phóng hậu quang. Từ đâu? Từ giữa hàng chân mày thẳng lên trời, cõi trời sát cứu cánh, dưới xuống địa ngục a tỳ. Thấy không? Còn các kinh khác có không? Không. Rồi đến phẩm thứ 11 là phẩm hiện bảo tháp. Đang nói kinh phẩm thứ 11 có cái tháp từ dưới đất vụt lên bay trên hư không. Như vậy là đó Đức Phật đã chỉ tất cả thần lực có chữ Như chưa Như là đó không? Rồi từ trong phẩm pháp sư công đức rồi phẩm tùy hỷ công đức cũng dễ ừ. Cho nên cái này sau này quý vị sẽ học rồi sẽ thấy cái thần lực mà Đức Phật đều nói hết trong kinh pháp hòa. Cái thứ ba là hai hiển tất cả bí tạng. Những cái bí tạng có chữ Như Lai đều nói trong kinh Pháp Hòa cả. Để nói trong kinh Pháp Hoa, những cái nào bí yếu nhất thì Đức Phật cũng nói trong kinh Pháp Hoa. Vì thế mà Đức Phật vừa phóng quang vừa nhập trong định vô lượng nghĩa xứ. Ngài vừa nói vô lượng nghĩa xứ thì ngài liền nhập định vô lượng nghĩa xứ. Mà nhập định rồi sao thì ai thắc mắc biết không? Ai hỏi đầu tiên ai thắc mắc đầu tiên? Ông Di Lạc. Ông Di Lạc phải không? Ông Di Lạc là người Bồ Tát.
là đang ở trong cung trời Đâu Xuất chuẩn bị thay thế Đức Thế Tôn để mà giáng sinh về thế giới Ta Bà này trong hội Long Hoa. Thế thì khi mà nói kinh Pháp Hoa thì lại ông Di Lạc này thắc mắc trước, tại sao? À, ông không hiểu. Bồ Tát Di Lạc cũng không hiểu cái gì cả. Ông nói cái gì? Cái gì tại sao hôm nay mình lại có những điều lạ vậy? Từ trước đến nay Đức Phật nói Pháp đâu có chuyện này đâu. Đâu có phóng quang, đâu có nhập vô lượng nghĩa xứ, đâu có nói chuyện gì đâu. Mà hôm nay phóng quang rồi, nói vô lượng nghĩa xứ, rồi nhập cái định vô lượng nghĩa xứ nữa. Rồi, vừa phóng quang lên cõi trời sắc cấu cánh, vừa đến địa ngục A Tỳ. À, thì cõi đất rung động. Thế thì ông Di Lạc mới thắc mắc. Bây giờ hỏi ai? Ai biết á? Hỏi ai? Ai biết trả lời? Chỉ có Ngài Văn Thù thôi. Đúng không? Chỉ có Ngài Văn Thù trả lời. Bởi vì Ngài Văn Thù là tượng trưng cho căn bản trí, tức là vô sư trí. Cái trí căn bản cũng là cái chân tánh của chúng ta. Chỉ có cái chân tánh nó mới trả lời được. Chứ còn sống trong cái thân ngũ uẩn này thì không ai trả lời nổi cả. Chỉ có cái chân tánh, chỉ có cái vô sư trí, hay nói cách khác là chỉ có căn bản trí mà hiểu tất cả suốt ráo của cái pháp của chư Phật thôi, đúng không? Thì lúc đó Ngài Văn Thù trả lời, đúng không nè? Rồi, thế thì kết thúc của kinh Pháp Hoa là phẩm gì? Hả? Kết thúc của kinh Pháp Hoa là phẩm nào? Phẩm Phổ Hiền, hay không? Đầu tiên mở ra trả lời là Ngài Văn Thù, là kết thúc là Ngài Phổ Hiền là tượng trưng cho cái sai biệt trí, mà Văn Thù là cái căn bản vạn trí. Cái sai biệt trí là sao? Là cái trí sai biệt, bởi vì do tu mà có cái trí sai biệt. Ngồi đây có ai giống nhau không? Người tu nhiều thì sao? Cái trí sao? Trí nó khác. Người không tu thì trí sao? Người tu ít thì trí sao? Người tu nhiều chứng quả thì cái trí nó sao? Cái đó gọi là trí sai biệt. Mà trí sai biệt sở dĩ tại sao mà có là do cái hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền làm tất cả các hạnh nguyện của Ngài mà có cái trí sai biệt. Thế thì chúng ta ngồi đây có trí sai biệt không? Mỗi ngày chúng ta tụng kinh, cái trí chúng ta có sai biệt không? Sai biệt. Mỗi ngày chúng ta tu thêm một ngày là trí chúng ta có khác không? Khác. Trí sai biệt là cái trí khác nhau. Chúng ta chưa tu thì cái trí khác, mà tu nhiều tu cao thì cái trí chúng ta cũng khác, đúng không nè? Có phải không? Chứ còn tu nhiều mà giống như người chưa tu thì tu gì? À, đó gọi là cái trí sai biệt. Mà trí sai biệt là tượng trưng cho Ngài Phổ Hiền hạnh nguyện của Ngài. Do cái hạnh nguyện làm việc tu của Ngài đó mà có cái trí sai biệt. Chỉ có cái trí sai biệt mới kết thúc. Và khi mà kết thúc được rồi, cái trí sai biệt giống nhau, thì cái trí sai biệt đó với căn bản trí là mấy? Là một. Ví dụ như hôm nay tôi là giáo sư, quý vị là học sinh, thì có khác nhau không? Khác nhau không? Mà ngày mai đây chúng tôi học, chúng tôi thành tài đỗ tiến sĩ, tôi là giáo sư, các vị đây là giáo sư, thì có giống nhau không? Giống. Cái đâu khác gì đâu. Do đó mà có một câu này mà chúng tôi nói đây nha, nói nghe thì nghe nhưng mà đừng có hiểu một cách sai lại tới nha. Có vị thiền sư hỏi anh thế này: Phật là gì? Phật là gì? Ông nói gì không? Ông nói quẹ cứ khô. Nói chung quý vị nghiêm mình mà nghĩ câu đó. Hay có người tới hỏi Phật là gì, ông nói quẹ cứ khô là sao? Nhưng mà tại vì hôm nay có Pháp Hoa, giảng Pháp Hoa, chúng tôi mới nói câu này. Chứ nếu không giảng Pháp Hoa thì không dám nói câu này đâu. Tuy rằng chúng tôi biết rồi, học rồi, hiểu rồi, nhưng mà không dám nói cho ai nghe cả. Bởi vì nếu chúng ta chưa nhận chúng ta có Phật tánh, nếu chưa nhận chúng ta có Phật tánh á, thì không dám hiểu câu này đâu. Bởi vì sao? Là vị thiền sư đã thành Phật rồi, vị tổ đã thành Phật rồi, cho nên Phật với Phật là gì? Que cứ khô chứ gì. Mà tại vì chúng ta chưa thành Phật cho nên chúng ta thấy đó là Phật. Mà nếu chúng ta thành Phật rồi, ta với Phật là một, chứ còn gì đâu. Hiểu không? Hiểu chưa này không? Hiểu không? Hiểu được chưa? Ví dụ như tôi với các thầy ngồi giỡn với nhau, tôi phát chiếu, tôi nói lão đi đâu đó lão? Lão đi đâu? Mấy bên này lão đi đâu mà tao chờ hoài không thấy, đúng không? Còn quý vị có dám nói câu đó không? Quý vị dám nói câu đó không?
Rồi ông Pháp Chiếu nói, ồ, cái lão Tâm Thành nữa mà, cái lão nó mà hồi tung tường đã biết rồi, lão nghịch lắm á, lão là lỗ phá đám lắm á. Còn quý vị có dám nói không? Bởi ở tung tường tôi nghịch lắm, tôi chọc mấy ông thầy nào săn cái tôi chọc liền, tôi chọc có nổi săn liền à. Ừ, thế thì bây giờ chỉ có những cái thầy cùng học với nhau mới dám nói câu đó, cho nên như quý Phật tử tại đâu dám nói câu đó đâu, đúng không? Vì thế mà khi đã thành Phật rồi nên ai hỏi ông về cực khổ như vậy. Vì ta đã thành Phật, đơn hà thiên mật Phật, đơn hà thiên mật Phật viện chủ lạc tu mi. Quý vị nghe chưa? Đơn hà thiên mật Phật viện chủ lạc tu mi, thế gian vô thiểu sự, thế gian ít khi biết được. Ông Đơn Hà, ông là vị tổ. Một hôm đến cái ngôi chùa đó, trời lạnh quá, trời lạnh quá, ông bảo ông trụ trì đó đi kiếm củi vô đốt, đi kiếm củi vô đốt mà trời mưa lạnh, nó kiếm củi không có. Nó dạ thưa tổ, dạ không có củi. Nó vô trong chùa kiếm, ở ngoài vườn không có, được vô chùa kiếm, vô chùa kiếm không được, đâu còn củi, mà trời lạnh quá rồi, những cái giá này cũng chậm hết rồi, những cái kệ sách này cũng kinh cũng chậm hết rồi, còn gì đâu. Nó cứ kiếm chỗ nào có củi đem xuống đây cho ta. Nó giờ còn cái tượng Phật bằng gỗ đâu, đem xuống đốt cho ta. Thế thì chụp trong hòa thượng ông run, run lên bưng cái tượng Phật mà tỏ dại là phải đi hả? Ông hòa thượng phải bưng run xuống đốt tượng Phật để cho sưởi ấm ngài. Thế là đơn hà thiêu một Phật mà viện chủ lạc tu tu mi. Ông đơn hà thì lấy tượng Phật gỗ ra mà thiêu đốt, còn ông viện chủ thì rộng hết sau quán run không cứ. Bởi vì sao? Một bên đã chứng, một bên chưa chứng, hai bên có khác không? Ông viện chủ thì lo tu, lo còn có Phật ở bên ngoài để mà lo tu, còn ông đơn hà thì ông thành Phật đâu để làm chi nữa. Ủa, thế làm sao? Hiểu không? Còn chúng ta thì sao? Ồ, chúng ta đang lại xoáy đầu đi, phải không? Bởi vì chúng ta chưa thành Phật, vì thế nó khác. Cho nên kinh Pháp Hoa là hai nói tắt, hai hiển tất cả bí tạng của chư như, như là đó là bí tạng. Mục đích cuối cùng tối hậu của đạo Phật là chỗ đó. Còn nếu học sinh từ khi nó học lớp 1, lớp 2, lớp 3 có quý trọng ông thầy không? Có kính trọng không? Nhưng mà khi nó thành thầy rồi thì sao? Nó thành giáo sư rồi thì sao? Thì nó ngang nhau chứ đâu có gì. Đâu có không nắm nữa đâu con. Khi nó còn học lớp 1, lớp 2, lớp 3 thì nó không nắm với ông thầy. Nhưng mà khi nó thành thầy rồi thì sao? Thì đâu có không nắm gì nữa đâu. Ông thầy là que cất khô. Đúng không? Nghe hiểu chỗ này không? Có bị hiểu được không? À, do đó mà thắng diệu có nghĩa là hay hiển tất cả bí tạng coi chứ như. Có bí tạng là chỗ đó. Vì thế mà tất cả chúng sanh đều thành Phật. Mà đã thành Phật rồi thì con Phật với ta là một. Không có khúm núm, không có khép nếp gì hết. Còn hôm nay chúng ta còn khúm núm, còn khép nếp không? Bởi vì chúng ta đang mang thẩn uẩn, nghiệp chướng còn sâu dài. Mà nếu chúng ta không diệt hết cái vô minh này thì bao giờ chúng ta thành Phật? Đúng không? Vì thế mà hôm nay chúng tôi giảng đến đây là phần tháng diệu. Tháng diệu có nghĩa là hay hiển tất cả bí tạng coi chừng như Như Lai. Mà Đức Phật muốn như thế chứ không phải muốn chúng sanh khúm núm đâu. Nếu khúm núm hoài thì chúng ta còn học sinh hoài sao? Đúng không? Nếu khúm núm hoài thì chúng ta học sinh hoài sao? Mà chúng ta hôm nay có dám không khúm núm không? Còn còn đương học kinh, còn đương nghe kinh, còn đương tu tập, cho nên chúng ta còn khúm núm, còn lễ bái, còn sám hối, còn ăn chay đây. Trước khi thành Phật đâu thôi phải nghĩ chứ. Ủa? Mặc dù phải nghĩ chuyện đó đi chứ, làm chuyện khác, chuyện lớn hơn nữa chứ. Chứ đâu phải chuyện bình thường này đâu. Phải không? Và cái thứ tư là hai nói tất cả việc sâu kín. Cho nên trong cái phẩm Như Lai thần lực, Đức Phật có nói thế này: tất cả pháp của chư Như Lai á, tất cả thần lực tự tại của Như Lai, tất cả tạng bí mật của Như Lai, tất cả việc thậm thâm đều do kinh này nêu bài và chỉ bài cả. Tất cả những việc nào sâu xa nhất, những cái thần lực của chư Như Lai, thần lực tự tại của Như Lai, tất cả các pháp của Như Lai, tất cả các tạng bí mật của Như Lai, tất cả việc thậm thâm của chư Như Lai đều nói trong kinh Pháp Hoa này.
Vì thế mà cái thắng diệu của nó là hai nói tất cả việc sâu, sâu kiến chưa có về nói, trong kinh nào dám nói trong kinh Pháp Hoa, không có kinh nào nói cả. Chỉ riêng của kinh Pháp Hoa là nói hết tất cả những việc sâu, sâu kiến. À, như vậy là quý vị thấy rõ không? Và tụng rồi, đi vào tầng thẳm, quý vị sẽ thấy coi, thấy rất là sâu thẳm. Ừ, đến cả trong phẩm thí, thí dụ, rồi phẩm tiếng, tiếng giải, rồi phẩm dược, dược thảo, phẩm thần lực, rồi phẩm thường bất khinh Bồ Tát, coi, đến phẩm thường bất khinh Bồ Tát, quý vị mới thấy lạ. Rồi tới phẩm diệu âm, phẩm đà la, la ni, phẩm quán thế, thế âm, phẩm diệu trang, trang vương, rồi đến cuối cùng là phẩm vô hiền, phẩm nào cũng có những cái thần lực, có những cái vi, vi diệu và tất cả những việc sâu, sâu kín. Ừ. Như vậy là hôm nay chúng ta mới học cái diệu mà có hai phần thôi, mới có phần sở diệu và thắng, thắng diệu, còn có phần vi diệu và tuyệt, tuyệt diệu thì chúng tôi giảng vào tuần sau. À, còn qua tuần sau rồi. Hả? Ra. Như vậy là tháng chúng ta học được có một kỳ thôi. Đúng không? Tháng học được có một bữa như thế này thôi. Bây giờ 10 giờ tới 15 rồi. Thế thì quay về giờ nếu chúng tôi mà theo những cái tuần đầu này mà nó khó khăn quá thì chúng tôi xin không, nhau tuần sau chúng tôi là bận rồi, nghỉ tuần sau và tuần sau nữa nhé, bởi vì tuần đến nó có cái việc mà chúng tôi ở dưới chùa có việc một chút, cho nên hôm nay cũng đang lên thỉnh chư hòa thượng, chư thượng tọa để về lễ kỵ ông thân của tôi mà. Tức là ngày 22 sắp tới, vì thế mà hôm nay mùng 9 phải không? 16 tới là Chủ nhật phải không? Hả? 16 tới là Chủ nhật phải không? Thế thì tôi xin hứa rằng Chủ nhật đến tôi có lên. Và tôi xin giảng tiếp một tuần nữa cho hết cái phần chữ diệu này. Đi. Được chưa? À. Tức là sáng 16, à. Sáng 16 chúng tôi sẽ trở lên và giảng hết cái chữ diệu này. Nếu hôm nay học chữ kinh và chữ diệu rồi, mà chữ diệu được mới có hai phần là sáu diệu và thắng, thắng diệu, còn hai chữ nữa là tuyệt, vi diệu và tuyệt, tuyệt diệu, là chúng tôi sẽ giảng vào tuần sau. Ừ. Thế là hôm nay quý vị có hỏi gì không? Như vậy là trong kinh Pháp Cú có một câu thôi, có một câu thắc mắc nhất cho hàng Phật tử, hãy diệt mẹ và cha, diệt hai vua dòng sắc để lợi, diệt luôn có quần thần đã tiến đến bà La Môn vô ưu. Ôi trời, hãy giết mẹ và cha, giết hai vua dòng sắc để lợi, diệt luôn có quần thần đã tiến đến bà La Môn vô ưu. Nghe có sợ không? Có sợ không? Vì tu này dám giết mẹ không? Dám giết cha không? Thế mà trong kinh bảo rằng hãy giết mẹ và giết cha, giết hai vua dòng sắc để lợi, diệt luôn có quần thần đã tiến đến bà La Môn vô ưu. Diệt mẹ là diệt ai đây? Là chúng ta phải diệt cho được ái dục. Mẹ là biểu tượng cho ái, ái dục. Diệt cha là diệt cho được cái lòng kiêu, kiêu mạn. Diệt hai vua dòng sắc để lợi là diệt thường kiến và đoạn, đoạn kiến. Diệt luôn có quần thần là diệt cái sáu căn và sáu, sáu thần. Thì chúng ta tiến đến bà La Môn vô, vô. Cho nên câu kinh là nói rắc rối, hãy diệt mẹ và cha, diệt hai vua dòng sắc để lợi, diệt luôn có quần thần đã tiến đến bà La Môn vô, vô. Mà chúng tôi xin gửi quý vị câu kinh đó, và hôm sau chúng tôi sẽ gặp lại vào ngày 16 tới. Quý vị đứng dậy cùng chúng tôi hồi hướng công đức. Nguyện đem công đức này